Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong xảy ra ngày 2 tháng 6 năm 2023 tại huyện Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ngày 5 tháng 6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định truy nã đối với Phan Danh Hưng, 37 tuổi, trú thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh để điều tra về tội giết người. Phan Danh Hưng là nghi phạm đã giết vợ và hai người phụ nữ khác, xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 2 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, thời điểm này giữa Phan Danh Hưng và người vợ 37 tuổi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Phan Danh Hưng dùng dao đâm vợ tử vong. Người cháu gái và người phụ nữ hàng xóm 47 tuổi sang can ngăn cũng bị Phan Danh Hưng đâm chết. Sau khi gây án, nghi phạm lập tức bỏ trốn. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Phan Danh Hưng quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, cao 1m67, da ngăm đen, có nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, điện thoại 0947 513 113. Điều tra viên thụ lý Nguyễn Quốc Bình, điện thoại 0935 867 676.